your friend back to Kim weekend. This weekend, gonna share with you another dish, pasta with pork chop and tomato. So I'm gonna cook right now. So I'm start to cook. I just wanna share with you this for the weekend. And I just come back from the market, so from food store. So I will start to cook right now because I'm very hungry. So hello, thank you so much for watching Kim Kitchen and food here for the weekend. Okay, here we go. I'm gonna turn back to where I'm cooking so I can share with you. Okay, chào các bạn. Hôm nay Kim Ngân sẽ chia sẻ với các bạn món nuôi xào như loại thịt heo bằm và cà chua nha. Ok, xin mời các bạn theo dõi và chia sẻ cái món ăn bữa nay. Kim Ngân hồi nhớ hồi nhỏ Kim Ngân thích cái mà cái món ăn này lắm, bây giờ Kim Ngân mới nấu cho mấy đứa nhỏ nó ăn. Rồi Kim Ngân sẽ chia sẻ với các bạn. Hôm nay Kim Ngân đã đi chợ về và đây là những cái đồ đi chợ hôm nay. Thì Kim Ngân rất là thích ăn quýt thì Kim Ngân đã mua quýt đây. Bây giờ Kim Ngân bắt đầu nấu nha, chia sẻ các bạn. Thank you. Bây giờ trở qua bên nấu đồ ăn nha các bạn. Different this is I'm start to cook right now. So the only thing I'm do is I put the pot oil and all my food we have is here is I already cook pasta. And the pasta already is going to one pasta already and then I chop the onion right here and tomato and this is pork chop. Alright, so here the pork chop. So I'm start to cook right now, okay? My hot oil is already hot. So I'm start to throw my onion here. So I'm gonna put my video back to the place so I can cook, okay? Here we go. This is my pot here. Can't see the pot. But, sorry, there you go. Salt and a little sugar on my pork chop, okay? Thank you.
already around it. Turn brown. So I'm gonna put my chopped tomato in, okay? I throw in the chopped tomato. Very different. Chopped tomato, I throw it in. Then I'm gonna put more tomato pasta, tomato paste. All right, like the salt, a little more red salt. So I'm gonna put it in extra, okay? Tomato too. Put about half of this one. Tomatoes, so I'm ready to put my pasta on, okay? Let me taste a little bit to see how it's going. My one teaspoon of salt and 2 teaspoons of sugar, all right? Mmm, very delicious. You don't need to do anything else, all right? Now I boil my pork and my tomato and the salt. When it boiled, you see the boiling already? So I'm gonna throw my pasta in, okay? Different. This is my pasta with pork chop and tomato done. I turned off my fire already, so I'm gonna put it out to the dish and ask you enjoy my Kim Wiccan this week, okay? Chào các bạn, cái món nuôi xào thịt của Kim Ngân đã xong. Bây giờ Kim Ngân tắt lửa và Kim Ngân sẽ để ra dĩa để mời các bạn một dĩa nuôi xào thịt nha. Cảm ơn các bạn. Đây. Chúng ta sẽ chụp một cái tấm hình. Rồi xong. Bây giờ chúng ta sẽ lấy dĩa để mời các bạn nha.
different. This is my disc already done. I've put it out to the plate. And I'm sprinkled a little cheese. This is the cheese, okay? This is Parmesan cheese, okay? American food, we put cheese on, but in my country, we didn't put it. But this is, we eat here with cheese. So I'm gonna put a little cheese on, okay? Sprinkle the cheese. All right, so that's it. This is, gotta invite you my pasta with pork chop and tomato and a cheese. All right, I'm gonna take a picture and then I put a video upload for next week for my gym and kitchen and food. Thank you so much for watching and hope you enjoyed it. Okay, I'm gonna turn back so I can eat and share with you. Thank you. Thưa các bạn, đây là dĩa nuôi Kim Ngân sẽ ăn và chia sẻ với các bạn nha. Kim Ngân sẽ ngồi bên này, coi coi có thấy không? Dạ. Mời các bạn cùng Kim Ngân nha. Đây là dĩa nuôi, ok. Rất là ngon, rất là ngon, các bạn mời các bạn ăn nha. Quá nóng luôn, mà ngon lắm, vừa ăn với các bạn. Thường thường thì Kim sẽ bỏ thêm một chút xíu ớt gì nữa cho nó cay, cho nên mà ăn. Bây giờ Kim Ngân chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của Kim Ngân. Đây là nồi xào thịt của ngày của tuần này của Kim Ngân sẽ chia sẻ với các bạn. Cảm ơn các bạn nhé. Bye bye.